Hello, xin chào các bạn, mình là Nguyễn Công Bảo Tố tới từ bếp 468. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm mới của OXBA, đó là con bot O'Neil OXBA. Đây là một thiết bị bot system rất đáng để bạn sở hữu. Đây sẽ là một con bot system mới của năm 2023 và sẽ cạnh tranh rất nhiều với một số dòng đang hot trên thị trường. Nào, hãy cùng mình khám phá bot O'Neil của OXBA nó có những gì để tạo nên sức hot của năm 2023 của dòng OXBA anh em nhé. Dễ cầm nắm và có nhiều màu sắc trẻ trung bắt mắt. Bạn có thể chọn màu sắc theo sở thích của mình. Hiện tại thì mình đang cầm một con màu bạc trên tay. Và con màu bạc này nó làm cái chất màu rất là đẹp và vỏ là kim loại anh em nhé. Và mình khá đánh giá khá cao vào con này. Có O'Neil OXBA là một con sử dụng pin trong với dung lượng pin là 1600 ampere, cho phép anh em sử dụng trong thời gian khoảng tầm từ 3 đến 5 ngày suốt ổn định. Các bạn cũng sẽ không phải lo lắng về vấn đề pin đối với con này khi mà đi chơi xa nha. Đối với dung lượng pin của con O'Neil OXBA này thì nó được hiển thị theo đèn led của pin với màu xanh lá cây là 75% cho đến 100%, đối với màu xanh dương là 50% đến 75% pin, đối với màu vàng là 25 đến 50% pin và đối với màu đỏ là 0 đến 25% pin. Khi anh em thấy màu đỏ này thì anh em có thể sạc pin rồi nha. Với con bot O'Neil OXBA này nó được tích hợp sạc nhanh 5V và 2A cực kỳ nhanh chóng anh em nhé. Khoảng 30 phút thôi thì nó sẽ sạc lại pin với cổng tài sạc là Type-C. Cái điểm nổi bật của con O'Neil OXBA này với một dải đèn led RGB bên cạnh máy nổi trội như thế này thì con bot O'Neil OXBA này có thể hiển thị màu sắc khác nhau trong quá trình anh em hút. Đối với con bot O'Neil của OXBA này thì nó hoạt động khá là đơn giản, anh em chỉ cần hút là nó sẽ có chế độ tự động đốt và nó không phải bấm nút gì cả, và anh em chỉ cần châm dầu và sử dụng, nó khá là đơn giản. Và bạn có thể điều chỉnh gió ở đây, lấy nhiệt lượng gió hút cao hoặc là ít để phù hợp với các loại kiểu hút của MTL, DTL, phù hợp với anh em nào thích hút sắp đi và freebay. Với con bot O'Neil này nó có công suất lên tới 40W anh em nhé, anh em có thể hút freebay và sắp đi thoải mái với công suất này. Với dung tích bot là 3ml, cho phép anh em sử dụng vui trong vòng 1 ngày, không cần phải châm lại. Anh em có thể bơm tinh dầu theo video mình hướng dẫn đây, mở nắp cao su ra và châm tinh dầu vào, nhớ đóng nắp cao su lại thật kỹ anh em nhé. Với con O'Neil của OXBA này thì anh em sử dụng freebay hay sạc pin thì nó đều chiến được cả anh em nhé. Với công suất 40W thì hiện tại thì freebay thì nó sẽ giúp cho anh em hút với lượng nicotine thấp với trải nghiệm nhiều khói, và sạc pin sẽ là ít khói hơn nhưng tạo ra độ nặng giống như thuốc lá truyền thống anh em nhé. Tổng kết lại, con bot O'Neil OXBA này là một sản phẩm rất đáng để anh em sở hữu và trải nghiệm với nhiều kiểu hút khác nhau. Hương vị mang lại nó khá là tốt, bởi vì anh em biết rồi đấy, riêng dòng OXBA thì cái hương vị nó mang lại cho anh em rất là nền miệng, từ những con XLV2 cho đến những con Origin thì anh em cũng đã trải nghiệm được. Với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, dung lượng pin lớn, sạc nhanh, công suất cao với lộ gió khá là tốt thì anh em có thể sử dụng cả freebay và sạc pin để mình đánh giá về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm về dung lượng pin và giá cả là một đối thủ rất là đáng gần với những cái sản phẩm hiện tại đang có mặt trên thị trường với cái kiểu dáng như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, nhớ like và share cho bếp 468 của mình để không bỏ lỡ những video mới nhất về bếp bot hiện tại nha anh em nhé.